Đây chính là 7 thuốc cực kỳ quan trọng mà bất cứ nhà nào nuôi thú cưng cũng nên có sẵn trong tủ thuốc nhà mình. Và đặc biệt, những thuốc mà mình giới thiệu sau đây đều là những thuốc bạn có thể dễ dàng mua được tại bất cứ hiệu thuốc người nào. Mình là bác sĩ Trùng, bác sĩ thú y với 10 năm kinh nghiệm và là chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và hành vi của thú cưng. Mình biết rằng có rất là nhiều bạn ở ngoài kia đang ở xa các bác sĩ thú y hoặc là ở những khu vực mà rất khó để có thể được các bác sĩ thú y giúp đỡ. Vì vậy, trong video này mình sẽ giới thiệu cho những nhóm thuốc để bạn có thể sử dụng để cấp cứu thú cưng, hạ sốt cho thú cưng khi cần thiết, hoặc là trong trường hợp thú cưng bị nôn ói hoặc táo bón hoặc là tiêu chảy khi mà chưa rõ nguyên nhân. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem đó là những nhóm thuốc nào nhé. Câu trả lời cho những bạn nào mà hay đưa thú cưng đi xa và các bạn lo lắng rằng không biết có thuốc nào để thú cưng có thể ngủ được trong quá trình mình vận chuyển để nó không bị say xe, không bị căng thẳng không nào. Nhiều bạn nhá, cho chó đi xe máy thôi, chó cũng đã bị say và nó nôn ói hết cả da rồi, chảy rớt rãi tùm lum luôn. Ở người say xe nhá, chỉ có nôn thôi. Nhưng ở thú cưng nhá, say xe còn có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy được cơ, và nó rất là bất tiện nếu như bạn muốn cho thú cưng có tham gia một cái chuyến đi chơi hoặc là theo mình đi về quê, đúng không nào? Vì vậy, mình sẽ giới thiệu cho bạn về cái thuốc chống say xe của người nhưng có thể an toàn và sử dụng được cho thú cưng, đồng thời bạn cũng dễ dàng mua ở bất cứ hiệu thuốc người nào nhé. Đây chính là thuốc dimenhydrinat. Bạn có thể là mua cho mình đúng cái hàm lượng 50mg này. Đây, trong này nó sẽ có cái vỉ thuốc thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đấy, vỉ thuốc như thế này, vỉ 10 viên. Cái dimenhydrinat này 50mg, một viên tương đương với thú cưng 10 cân. Nếu như các bạn cho thú cưng đi xa thì cho thú cưng uống trước 1 tiếng đồng hồ, được chưa nào? Và nếu như bạn nào mà có thú cưng mà đi ra ngoài đường chơi này, sau đó thì nó tiếp xúc với ong này hay là côn trùng này hay là phấn hoa, hay là nó vì một lý do gì mà bị dị ứng ấy, người nó nổi sẩn lên, xong rồi ngứa gãi tùm lum, xong rồi mặt thì mũi thì sưng húp lên, nó đỏ sọng lên, những cái trường hợp mà bị dị ứng cấp tính như vậy chúng ta cũng có thể sử dụng thuốc này trong trường hợp bị dị ứng nhá. Với thú cưng bị dị ứng thì bạn phải dùng liều cao hơn, thì thường là bạn sẽ sử dụng liều khoảng tầm một viên cho chó 5 cân nếu trong trường hợp bị dị ứng, và dùng liên tục 3 lần một ngày. Còn nếu trong trường hợp thú cưng của bạn mà muốn vận chuyển đi xa để bạn không bị say xe thì chúng ta chỉ cần dùng một lần duy nhất, 1 tiếng trước khi di chuyển là được. Đây chính là thuốc mà dành cho những bạn nào mà có thú cưng hay bị nôn ói vào lúc nửa đêm, nôn ói vào tầm rạng sáng khi mà thú cưng vừa ngủ dậy xong bị nôn ói. Cũng có một số bạn thì nếu như ăn xong mà tầm 15 đến 20 phút sau mà bị nôn thì chúng ta có thể sử dụng thuốc này nhé. Đây chính là gói bao dạ dày và hạ axit dạ dày Fosfalogel. Các bạn có thể mua cái thuốc này ở bất kỳ hiệu thuốc tây nào, và bạn chỉ đơn giản thôi là hỏi các dược sĩ ấy là em muốn mua gói bao dạ dày chữ P. Đấy là cái tên nó rất là dễ nhớ nhá, gói bao dạ dày chữ P. Thì thường ấy, những bạn nào mà bị tăng axit dạ dày, nó khiến cho nôn ói hay vào nửa đêm này, hay là nôn ói sau khi ăn ấy, thì chúng ta chỉ cần cho uống cái thuốc này thôi là sẽ kiểm soát rất là tốt rồi. Thì liều dùng ấy, thì với những bạn thú cưng nào khoảng tầm 7 cho đến 10 cân thì chúng ta cho bạn uống cả một gói này một lần luôn. Còn bạn thú cưng nào khoảng tầm 5 cân thì chúng ta cho uống nửa gói. Thú cưng nào tầm 3 cân đổ xuống thì uống 1/3 gói. Với bạn thú cưng nào mà hay bị nôn sau khi ăn thì chúng ta cho uống trước bữa ăn 30 phút đến 1 tiếng. Còn với bạn thú cưng nào mà hay bị nôn vào tầm nửa đêm và rạng sáng ấy, thì cứ trước khi chúng ta đi ngủ thì chúng ta cho uống cái thuốc này thì nó sẽ kiểm soát rất là tốt, và kiên trì uống 2 tuần liên tục giúp mình nhá. Các bạn nhớ thì thuốc này phải nhớ cho uống đúng liều nhá, chứ uống quá liều là có thể thú cưng của bạn sẽ bị táo bón đấy. Nếu như mà thú cưng bị nôn thì chúng ta có thuốc rồi, thế trường hợp thú cưng bị táo bón thì làm sao? Táo bón tức là khi mà thú cưng của bạn trên 3 ngày rồi mà nó không có biểu hiện đi phân đó, hoặc là trong trường hợp mà nó đi vào chậu vệ sinh đấy, hoặc là đi ra vệ sinh nhưng mà nó dặn mãi nó không ra phân, hoặc là phân của nó rất là khô và nó không thể thành thỏi được mà nó đứt đoạn thành từng viên nhỏ nhỏ ấy, thì trường hợp như vậy thì thú cưng của bạn đang bị táo bón. Thì việc đầu tiên các bạn cần làm là phải thay đổi chế độ ăn cho cún của mình, cho các bạn ăn đồ nhiều chất xơ hơn và nhiều nước hơn. Ví dụ như các bạn có thể nấu pate bí ngô, hoặc là làm cho các bạn đồ ăn nhuyễn như kiểu pate hoặc ăn cháo thì sẽ rất là tốt. Và đồng thời các bạn hãy kết hợp cho thú cưng mình uống cái thuốc này nữa. Cái thuốc này thì nó gọi là thuốc nhuận tràng. Cơ chế tác dụng của nó là nó sẽ giúp cho thú cưng của bạn đi phân được dễ dàng hơn, vì nó kéo nước từ thành ruột vào trong lòng ruột giúp làm mềm phân đấy, và thú cưng nó sẽ đi phân nó được dễ dàng. Với bạn thú cưng khoảng tầm 5 cân thì chúng ta sẽ cho uống 1ml một lần, còn thú cưng 10 cân thì sẽ uống 2ml nhá. Đấy, và các bạn chó hay các bạn mèo thì chúng ta đều sẽ dùng với cái liều tương tự như vậy. Nếu như bạn nào bị táo bón nặng thì một ngày chúng ta cho uống 3 lần. Nếu bạn nào táo bón không nghiêm trọng thì chúng ta có thể một ngày chỉ cần cho uống 2 lần mà thôi. Và ngay khi mà chúng ta thấy chó và mèo của chúng ta ấy, mà đã đi phân nó mượt, nó dễ dàng rồi thì chúng ta nên dừng lại ngay, không nên dùng tiếp, vì nếu như bạn dùng tiếp thì thú cưng của bạn có thể trở thành tiêu chảy. Vậy nếu trong trường hợp thú cưng của bạn bị
tiêu chảy mà không rõ nguyên nhân, và bạn có thể là nghi ngờ rằng là do bạn ăn phải một cái đồ ăn gì đấy nó ôi thiêu, chất lượng không tốt, hoặc ăn phải những cái đồ ăn lạ mà nó chưa từng ăn bao giờ và nó gây ra cái tình trạng tiêu chảy, thì bạn hoàn toàn có thể là sử dụng cái men tiêu hóa này cho cún của mình và mèo của mình các bạn nhé. Thì cái men tiêu hóa này bạn có thể dễ dàng mua ở hiệu thuốc tây, đấy tên của nó là men tiêu hóa Enterogermina, và để dùng cho thú cưng ấy, thì các bạn mua cho mình loại 2 tỷ lợi khuẩn nhé. Đây cái ống trên tay mình đang cầm là 5ml mà bên trong này nó có 2 tỷ lợi khuẩn. Thì nếu như mà các bạn chó con đang theo mẹ, chó con sơ sinh mà chẳng may mà nó đi phân nát, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái thuốc này cho bạn ấy được này. Cái này nó không phải thuốc đâu, nó là men tiêu hóa thôi. Thì bạn dùng cái xi lanh bạn hút lấy 1-2 giọt rồi nhỏ thẳng vào miệng cho chó con, hoặc là bạn có thể hút và nhỏ vào trong sữa dành cho chó con để cho chó con uống, thì nó sẽ giúp cho phân của chó con nó ổn định hơn. Và thứ hai nữa, thì nếu như trong trường hợp bạn nào mà vẫn ăn uống tốt thế nhưng mà nó đi phân hơi nhiều một tí, đi phân nhiều lần quá trong ngày, hoặc là nó đi phân nó bị nát, nó bị nhão, thì chúng ta có thể cho uống men tiêu hóa để cái đường tiêu hóa nó ổn định. Và cái này thì nó sẽ không áp dụng cho trường hợp nào tiêu chảy nặng đâu nhá. Nhưng bạn nào bị tiêu chảy nặng, ví dụ như là nôn ói rồi này, đi phân nhiều lần trong ngày rồi này, mệt mỏi bỏ ăn này, thì trong trường hợp như vậy thì chúng ta phải sử dụng thêm cả kháng sinh. Hoặc là nếu mà bị mệt đến mức đấy rồi thì mình khuyên là tốt nhất là đưa thẳng đi bác sĩ. Đấy, cái này thì chỉ dùng trong trường hợp bị rối loạn tiêu hóa nó ít nghiêm trọng thôi. Và nếu như bạn đã sử dụng thì một ngày phải sử dụng 3 lần và liên tục trong một tuần. Đấy, thì đến khi nào kể cả phân nó ổn định rồi thì chúng ta vẫn cứ dùng tiếp cho đủ một tuần rồi thì chúng ta mới dừng nhá. Đây là men tiêu hóa Enterogermina. Và có rất là nhiều bạn hỏi mình ấy, thì nếu như mà em ở xa bác sĩ hoặc là bây giờ nửa đêm rồi chưa đi tìm được bác sĩ mà chó em bị sốt thì có cách nào hạ sốt cho chó hay không? Thì mình phải nói thật với các bạn là cái sốt ấy, thì nó không nghiêm trọng, mà cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng sốt của cái đấy mới là cái nguy hiểm mà chúng ta cần phải điều tra được tại sao chó của chúng ta sốt. Thế nhưng mà nếu như mà bây giờ chó bạn đang không có bác sĩ giúp đỡ được thì chúng ta vẫn cứ nên hạ sốt cho bạn ấy trước để bạn đỡ bị mệt, sau đó để sáng hôm sau rồi chúng ta sắp xếp thời gian để đưa bạn đi khám, được chưa? Thì nếu mà để hạ sốt cho chó thì rất là may cái thuốc hạ sốt ở người ấy là cái thuốc Panadol. Đây là cái vỉ thuốc trên tay, là vỉ Panadol của mình đang cầm này. Đấy, cái vỉ này là vỉ dở rồi. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái này để hạ sốt cho chó nhé. Cái này nó rất là an toàn. Trong những trường hợp chó bị đau khi mà bị va quẹt xe cộ hay bị ngã mà bị đau thì chúng ta cũng có thể dùng cái này để giảm đau luôn. Đấy, vừa giảm đau vừa hạ sốt. Thì viên mà chúng ta cần mua cho bạn nên là cái Panadol vỉ màu xanh nước biển nhé. Panadol vỉ màu xanh nước biển thì trong này nó không có caffeine cho nên nó rất an toàn cho chó. Còn cái vỉ màu đỏ, cái Panadol màu đỏ này, cái này có caffeine ở bên trong thì chúng ta không được dùng cho chó. Tại vì nó sẽ khiến cho chó của bạn nó bị rối loạn nhịp tim và nó sẽ nguy hiểm đến cái hô hấp và tim mạch của bạn ấy. Đấy, chứ chúng ta dùng cái vỉ màu xanh. Thì một viên này hàm lượng 500mg thì chúng ta sẽ dùng cho 50 cân. Đó đồng nghĩa với việc nếu chó của bạn chỉ khoảng tầm 4-5 cân thôi thì chúng ta chỉ được dùng 1/10 viên thôi. Chúng ta không nên dùng quá liều. Nếu dùng quá liều thì có thể dẫn đến cái tình trạng suy gan ở chó. Được chưa? Đấy, một viên này là dùng cho chó 50 cân nhé. Thế nhưng mà mọi người nhớ giúp mình, nếu bạn nào có mèo thì cái viên này sẽ là kịch độc đối với loài mèo. Chúng ta tuyệt đối không được dùng cái paracetamol, đấy tức là cái Panadol này này, không được dùng cho mèo. Ở trên mèo thì người ta ví cái Panadol này độc giống như thạch tín luôn. Nếu bạn dùng cái này cho mèo là mèo của bạn có thể nó sẽ bị co giật, nó tê liệt, suy gan thận và thậm chí là tán huyết và mất chỉ trong vòng khoảng 24 giờ thôi. Cái này rất nguy hiểm nhá. Nếu ở trên mèo các bạn muốn hạ sốt thì chúng ta hãy dùng Meloxicam. Meloxicam cũng vừa có tác dụng hạ sốt vừa có tác dụng giảm đau luôn. Nên nếu như mèo bị ngã đập hay va đập mà nó bị đau ấy, thì chúng ta cũng dùng Meloxicam được. Thì liều của Meloxicam là 0,2mg cho một cân thể trọng. Đấy, liều mình sẽ để ở góc màn hình này nhá, để bạn hãy chụp lại để có thể là mua thuốc và sử dụng khi mà cần thiết. Và đây chính là một cái thuốc mà cực kỳ quan trọng này. Nhà nào cũng phải có, bất kể là việc là nuôi chó hay nuôi mèo thì chúng ta vẫn phải có. Cái này đấy chính là cái oxy giả. Oxy giả thì thường ở trên người chúng ta chỉ dùng để vệ sinh vết thương thôi. Nhưng ở trên chó mèo thì chúng ta không dùng với mục đích vệ sinh vết thương mà chúng ta dùng để gây nôn cấp cứu. Khi mà mèo hay chó của chúng ta ấy mà chẳng may nó ăn phải những cái đồ ăn nó có độc, ví dụ như là chẳng may nó uống phải cái hóa chất này, ăn phải sô cô la này, hay là nó ăn phải những cái bã mà chúng ta nghi ngờ là bã ấy, thậm chí nhiều bạn ở nhà đánh bả chuột, thế sau đó con chó nó hiếu động quá nó ra nó ăn phải, thế bây giờ chúng ta nhìn thấy nhưng mà chúng ta banh mồm ra không kịp nhặt ra rồi nó nuốt mất rồi, thì bắt buộc chúng ta phải gây nôn đúng không nào? Thế nếu như nhà bạn mà không có sẵn cái này thì lúc đấy bạn mới chạy đi mua thuốc ấy, thì mua xong về nơi thì có thể là chó của bạn chết mất rồi mà chúng ta cũng không kịp đưa đến bác sĩ cơ, đấy đưa đến cổng bệnh viện có khi là chết trên đường mất rồi. Thế nên bạn nào mà có nuôi chó mèo thì nên giữ luôn cái này ở trong nhà, lúc nào trong tủ thuốc cũng có. Cái này hạn sử dụng rất là dài thì cứ mua sẵn đấy, khoảng tầm 2-3 lọ cứ cất trong tủ thôi, để trong trường hợp nào cần thiết để chúng ta lấy ra dùng. Đấy, nó không thì nó xảy ra những trường hợp lúc đấy chúng ta sẽ ân hận vì mình không chuẩn bị trước. Thì nhiều bạn hỏi là
Thế liều như nào? Mình nói thật là nếu mà lúc nó ăn phải bả rồi ấy, thì liều bao nhiêu nó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải gây nôn cho nó kịp thời. Thì bạn cứ cho nó uống luôn cái này. Khi mà chúng ta thấy con chó của chúng ta nó ăn phải cái bả hoặc là ăn phải sô cô la ấy, chúng ta cần gây nôn thì phải cắt ngay cái đầu này ra. Sau đó chúng ta bơm vào miệng cho nó, hoặc chúng ta dùng xi lanh chúng ta hút vào chúng ta bơm miệng. Bơm đến khi nào con chó nó nôn ra được thì thôi. Không nôn thì chúng ta lại phải bơm tiếp đến khi chó phải nôn ra được nhá. Sau khi nôn xong rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cho nó uống cái viên than hoạt tính. Than hoạt tính thì chúng ta cũng nên mua sẵn để sẵn tại nhà, và cái này thì mua ở hiệu thuốc tây cũng rất là dễ luôn. Cái than hoạt tính nó sẽ có tác dụng hấp thu các loại độc tố ở trong đường tiêu hóa. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn là gây nôn. Gây nôn được rồi thì mới than hoạt tính thì mới kịp để phát huy tác dụng. Và cái thuốc cuối cùng mà mình muốn giới thiệu ở trong video này, đây chính là cái kháng sinh. Cái kháng sinh này là kháng sinh amoxicillin và axit clavulanic, nó có phổ tác dụng rất là rộng và nó khá là an toàn để dùng được cho cả chó mèo con lẫn cả con bạn nào đang mang thai nhá. Thì khi mà chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta nhớ này là cái gói dạng bột pha này thì chúng ta dùng cho chó mèo bé nhẹ cân, còn chúng ta sẽ dùng dạng viên cho chó mèo lớn, những cái bạn nặng cân, ví dụ dòng Rottweiler này, Béc-dê này. Thì vì viên lớn này 625 mg là một viên này, nó sẽ dùng cho chó 25 cân. Còn cái gói nhỏ mà mình cầm trên tay này thì gói này là 250 mg, thì chúng ta sẽ dùng cho 10 cân. Tức là nếu như chó mèo của bạn mà khoảng 5 cân thì chúng ta dùng cái gói nhỏ thôi và chúng ta pha lên 1/2 gói rồi bơm cho bán uống. Còn nếu chó lớn thì chúng ta mua cái này thì cho nó tiết kiệm tiền, dùng cho nó tiện, được chưa? Thì cái này nó có tác dụng là điều trị cho các trường hợp nhiễm khuẩn đơn cử như là nhiễm khuẩn tiêu hóa này, nhiễm khuẩn tiết niệu hay là nhiễm khuẩn đường hô hấp. Những trường hợp là ho hắt hơi sổ mũi đơn giản. Đấy, những trường hợp bị viêm họng thì chúng ta có thể dùng cái này. Còn trường hợp mà chó bị tiêu chảy mà phân nó hơi bị đen một tí, hơi nhầy một tí, hơi tanh một chút, nhưng mà chó nó vẫn còn nhanh nhẹn tỉnh táo, vẫn ăn tốt, thì chúng ta cũng có thể điều trị bằng kháng sinh này. Và cái trường hợp nữa là một số bạn có thể có hiện tượng là đi tiểu nó ra màu nước, màu nó hơi đục và máu có máu, thì các bạn cũng có thể sẽ sử dụng cái thuốc này để cho cún uống của mình uống được nhá. Thế nhưng mình nói với các bạn rằng là cái trường hợp này mình chỉ khuyến cáo mọi người là điều trị khi mà chúng ta không thể đưa thú cưng đến gặp bác sĩ thú y được thôi, thì chúng ta mới tự điều trị tại nhà. Còn trong những trường hợp nhiễm khuẩn thì bất kể nó nặng hay nhẹ thì chúng ta vẫn nên có bác sĩ khám và kiểm tra để tư vấn đầy đủ, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và đó là chính là những cái thuốc mà mình nghĩ rằng là bất cứ nhà nào cũng nên chuẩn bị sẵn, lấy số lượng một ít thôi cũng được, nhưng mà nên có sẵn ở trong tủ thuốc để chúng ta có thể sử dụng khi cần thiết. Đặc biệt là những trường hợp bị dị ứng này, trường hợp bị va quẹt hay là ngã từ trên cao xuống và bạn ấy bị đau này, hay là bị sốt này, hoặc trường hợp nó bị táo bón, tiêu chảy, và đôi khi là cả nghi ngờ chó mèo chúng ta ăn phải bả nữa, thì bạn vẫn có thể can thiệp kịp thời ngay tại nhà. Mặc dù những trường hợp này thì sau đó chúng ta vẫn nên liên lạc với bác sĩ thú y để được hướng dẫn các bước điều trị tiếp theo nhé. Nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng có thể làm được một cái điều gì đó tốt trong cái giai đoạn đầu tiên của thú cưng. Và nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì bạn có thể bấm like video và có thể bấm đăng ký kênh để xem thêm những video khác để giúp bạn có thể chăm sóc thú cưng tại nhà chuẩn như một chuyên gia. Và trong video sau mình sẽ giới thiệu cho bạn những nhóm thực phẩm, những cái loại đồ ăn mà sẽ giúp cho thú cưng của bạn có một bộ lông đẹp, mượt mà, giống như là trong các quảng cáo dầu gội. Và nếu như bạn quan tâm đến video này thì nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo ngay khi mình ra video mới. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau sớm thôi.